Đừng có ai giúp đỡ cho em với bên nội Vậy nói vậy. Em không có muốn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em với bên nội nữa. Nè, nói đổi Bây giờ em sống một mình tự em lo được mình tay cho em bạn lại nè nói cho hại cái tay xuống mày bỏ 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 rồi rồi nói lại đi rồi nói lại sao cái gì hai ba giống rồi rồi ấp xanh nói đi. Ở lúc này bà ngoại của bé Trinh á thì sao chị? Bà ngoại á giờ nói bác sĩ bữa nay không có bằng giấy được, bà ngoại kêu giờ để anh á điện hỏi bác sĩ nói để ngày mai giờ ta mới quyết định. À nên giờ này là chưa có về nhà. Dạ. Nói bữa nay chủ nhật nó không có làm giấy. Chứ được rồi, bọn em nó sẵn đi qua đó cũng qua thăm bà ngoại. Dạ. Vì nghe nói cũng chạy rồi phải không? Dạ. Rồi anh em này có ai có những cái lời nói rồi không? Chứ mà... Rồi em bên em thì cũng có một em gái đó là tên Mai cũng có một tấm lòng để gửi đến cho chị 500. Cảm ơn á hả chị Mai á hả gửi cho hả bé Lộc hả 500 uống sữa. Chị cảm ơn hả chị Mai. Dạ con cũng gửi lời cảm ơn cô Mai. Sao lúc này nói bữa vậy? Chuyện hết nổi. Dạ con gửi lời cảm ơn cô Mai gửi cho bé Lộc 500 uống sữa. Con chỉ nhận cho con trai lớn con và không có nhận cho bên nội nữa. Không gửi cho chị ba. Không cái này là nó gửi cho bà ngoại. Dạ, chứ hứa là không có đừng có ai giúp đỡ cho em với bên nội nữa. Vậy nói vậy. Em không có muốn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em với bên nội nữa. Nè, nói đổi Bây giờ em sống một mình tự em lo được. Mình tay cho em bạn lại nè. Nói cho hại cái tay xuống mày bỏ. Bỏ. Rồi nói lại đi. Rồi nói lại. Sao cái gì? Hai, ba. Dạ con á, nếu cô chủ có thường thì cho bé lớn uống sữa. Ừ. Hồi trước cho cha mẹ con đừng có giúp cho con nữa. Bây giờ con ở con mình nè. Dạ. Cô chú có thương con thì coi clip. Con á vợ cũng ở mình đủ ăn rồi đủ sống. Chứ con có chỗ ở chỗ ngủ nữa. Ừ. Nên nó bao nhiêu đó là đủ rồi. Con không về với gia đình đó nữa. Nó nói chứ mình cũng sống thời gian lâu ở bển rồi sao chơi động tình động nghĩa nó không nhận cho bển luôn vậy. Không. Bển là cũng tự lái mà tự làm tự ăn. Mà bên kia cũng còn có Sương mà. Bên kia tự làm tự ăn còn cô Sương thì mẹ chồng con trời nuôi thì nuôi đi. Con ngồi bắt đứa. Nói rồi, con thương bé nhỏ xíu trời. Tại vì con đựng bịch sữa không? Con thương bé nhỏ thì bên bển lợi dụng bé nhỏ hoài à. Hả? Con cương quyết là thương thì thương. Hả? Con không quan tâm nữa. Người không nổi thì đời này với gia đình con. Đưa con. Đưa luôn thì con rước về con nuôi. Con cảm thấy mà nhận nuôi thì con không cung cấp nữa. Con chỉ đi á đủ sống thôi. Thầy nghe Trình nói chuyện tâm lý rồi ta. Nghe cảm động chuyện của tình có lý. Nó nói kiểu này hả, nếu mà cô Trương mà về đây nữa là bà ngoại cũng lo nữa cho nó lo gì. Không con đó. Ngày làm được bao nhiêu mà đặt nó lo trời. Quá, hai mẹ con dư sức sống. Trời ơi, khẳng định luôn ha. Khẳng định luôn hả con. Nói gì cũng mạnh mẽ. Con nhớ vợ từ lúc để bé Trương có giờ một mình con lo sữa tả đâu phải gia đình chồng con ơi đâu mà không khẳng định.
Nói gì nghe ông sợ mẹ chồng buồn sao? Bà mẹ chồng nghe buồn. Nói tóm lại là bà nội bên kia nuôi thì để bà nội nuôi đúng không? Dạ. Còn mà bà nội mà nuôi không được thì để bà ngoại nuôi ha. Để cho con nuôi, bà ngoại nuôi bé lớn. Sao bây giờ thì cũng bà ngoại lỡ chớm rồi, thì sẵn đưa cục nữa cho bà ngoại nuôi luôn. Thôi. Mẹ con sau này cũng còn có cháu nội gì đâu, phải không còn đâu. Con ơi, nếu thì mà chạy... Bây giờ ta đưa đi, tới đó là cũng bự rồi. Ta nuôi được đứa khác rồi. Vợ con vẫn ít với bé Trường. Cháu hai mẹ con ngủ chung gì đâu cũng có nhau. Trời ơi, rồi. Nghe từng câu từng chữ một á, từ giờ ý của Trinh nói vậy đó thì bên chị có những ý là để nói chuyện cho nó hiểu không, chứ em thấy những cái câu nói của nó hồi nó xà quần quá à. Nói chuyện xà quần vậy đó. Dạ. Nó không ra mà mình kêu nó hả, thôi đi bây giờ hả, không sống như vợ nữa thì đi theo mẹ xuống dưới sống. Dạ. Cuộc sống hả, ăn cũng hả đỡ hơn ở trên đây. Ở đây hả giờ thấy nó nhịn đói rất nhiều. Dạ. Nhịn đói giờ không vậy, hả, mấy chú hả ngưng quay có bao nhiêu ngày đâu mà ốm gì mà giờ bạn gia đình nó đó. Gia đình nó không á. Con mới buồn. Con cái gì vậy hả? Không có nói chứ. Thấy thùng thùng. Ủa có cái gì vậy hả con? Hả sao mà không có số điện của mấy chú? Con không điện nói ừ lợi nó động tay động chân với con, bật điện bạc nó chi tiêu thế nào. Con mấy chú hả xử trước, còn cái này con cũng hả bao che. Dạ con bao che, con nói rồi đó, con ở trong nhà ngủ chung với nó rồi. Nó cũng mấy chú về nó không động tay động chân với tội con đi nói ra đường nói xấu nữa. Trinh á lúc đó nó cũng hay điện hoài à, cái lúc mà hai đứa nó tập võ công á là nó điện xong á chút xíu lại là nó im vô hết trơn à. Lúc đó là đi lại là nó luôn à, là cái duyên nợ nó quay lại rồi, tình yêu nó quay lại, nó cứ làm vậy hoài đó. Nó sợ mấy chú quay đó. Đâu có đâu, lúc đó con cũng là tặng tình mà hai đứa là cũng gọi là nồng thắm mà. Thì con cũng làm quà rồi qua bữa sau. Ủa làm quà gì lẻ dưới trời. Vừa mới nghe con điện thoại là tới là đi vô hết rồi. Bây giờ hạ nhạo, nói chung là không có cần nữa nữa. Còn có nhắc thằng vợ, nhắc thằng khùng á. Thằng ăn bám, thằng bà á. Ủa tới giờ mới biết hả, nói về thằng ăn bám thằng bà. Trời ơi, sao? Trời ơi, sao giờ hả? Chung một mái nhà hôm nay mới nhận ra. Bây giờ con nói là con cảm thấy thoải mái rồi, nó nhẹ nhõm rồi. Chứ ở chung chứ con nói kiểu này hả, động qua động chân còn dữ nữa. Bây giờ con khẳng định là không ở nữa. Dạ. Con nói hết luôn mà. Nó nói chứ cũng phải suy nghĩ như lúc trước mà hai đứa nó cũng đã từng mà rè thiết mình kia các kiểu cũng phải. Trời rè thiết nó nói cho lố rè con khỉ. Ủa nó nói rõ ràng nó rè thiết mà đến nỗi mà bà con âm nó chịu không nổi xuống mà nó kêu cho vô trong giấc mơ mà nói là phải đưa nó đi sớm. Cỡ đó luôn mà. Nó sợm. Bữa đó con cũng gạt đầu vậy. Thì con không gạt cho nó chữ con hả? Rồi mấy chú về động tay động chân hả? Sao sợ nó dữ vậy? Một lần làm ha, hùng hổ lắm mà giờ sao sợ nó dữ vậy? Một lần với mẹ một hả? Nó làm mấy tháng trời mới có lần từ hôm tới giờ hả không bị mỗi ngày luôn. Hồi đó hả? Trời ơi, bộ môn tập thể dục đó hả? Ghét ghiền luôn á. Có hồi trước đó đó, hồi trước đó giờ hả? Một tháng hết 30 ngày thì có. Từ lúc mấy chú quay tới giờ thấy đỡ. Đỡ gì á, không đâu có ai quay đâu biết. Trời. Ừ. Thôi, ai gần mày, ai hú mày, bởi vì không ai tin con bên mẹ con. Vậy là con nói dốc với mấy chú rồi. Nói dốc. Con nói hả là hồi tối này nó xong lông cước với con. Hả, ai nhẹ đâu là không phải xong lông cước mà hả nó tung cái kia. Con nói thêm nói là con đi khai hình nó tung cái kia cho mấy chú. Hai có nghĩ là con sẽ được hạnh phúc không à? Hạnh phúc. Nó nói vợ chồng đục đục lấy cái kia dẫn quà. Cứ nghĩ là hả con hạnh phúc không à? Ai nhà cuối cùng thiệt tình con chứ.
Hỏi chung nó nói về thiết sông Long Cước, sông Long Cước. Cốt cuộc bây giờ ra gì thấy bây giờ thấy ớt quá. Thì ấy sông Long Cước không ơi. Ở chứ bờ sông Long Cước à. Trước thì nói sông Long Cước là cái vụ kia. Ai mà ai ngờ bây giờ là hai đứa là tập võ công. Trinh ngồi xích vô mẹ coi, ngồi đi kỳ đắc hoài đi. Đi rồi không có ăn uống đi chứ mà. Vợ con. Đi không ăn uống hay sao á? Con muốn sống mà nhà con không muốn sống với ai nữa con sợ ơi. Ông mình con muốn làm gì sống con mình làm. Làm cái gì à sống? Trinh ơi. Ai mướn mày làm gì? Tay chân mày như vậy ai mướn làm gì? Thì lụm mũ. Lụm mũ gì? Có nước đi sinh á lụm mũ gì? Thì con xin bà con cô bác không cho thì con xin cơm trai con ăn. Nói chứ, nói giờ gì? Sống một mình rồi, để nữa mình tuyên bố coi đó mạnh trên mạng quá, còn để nữa anh đủ tờ gì rồi sao? Sao giờ ở dễ được? Tuyên bố mình không có sống với ai nữa mà. Còn nữa sao anh đủ tờ gì rồi sao? Thôi chị ngỡ, lên mà con sợ luôn rồi. Là phần ở con sợ rồi, chết nó hơi hơi dẹp luôn đi. Có không? Có sợ không? Sợ. Có sức sợ. Thì con nói mẹ không tin thì nói mẹ coi đi. Nói sức sợ. Anh mất rồi đó. Nói đi. Giờ nói tóm lại là sao? Là ở một mình hay gì? Ở một mình. Rồi quyết định đi. Rồi vậy đây. Chốt. Rồi giờ nè, những cái gì mà có cô Vinh á là nhớ không có lấy nha. Vậy đây. Chứ bữa là hay uống sữa ké lắm á. Con phải sinh và con phải tiếp mẹ nữa nha. Vậy đi. Xong nói trời chú Hùng người chú gì đó. Được con. Dạ, được. Và hứa là hai đại xuống. Mình thay đổi bản thân nha. Mình gắng như là mình quen đi. Mình không có còn gần cái vụ kia nữa nên mình quen nha, không đi lang mang nha. Dạ. Cho mẹ bất lo. Nó nói cho Trinh nè. Để nữa tóc tai này kia không có mà sẵn rồi thôi nha. Mình cố gắng lại. Cũng như mình lúc trước cũng có xăm môi, xăm chân mày này kia nè. Mình cố gắng mình lấy lại cái nét đẹp đi để chờ anh đủ tờ về nghe không? Đi viết rồi không biết sao mà tay chân yếu xìu vậy rồi đó, không có gì đâu rồi đó, ở nhà hay là nấu cơm, nấu nước, giặt đồ hả, chu đáo lắm. Vậy đó hả? Đâu có gì đâu. Chạy. Ủa vậy sao? Lúc trước cái tay Trinh nó có cái dấu đó không? Không. Không, nó đi ở sống với lợi mà. Cái này là chắc đó, nó nói cái gì viết và nó cắt vậy đó, nó lấy miệng nó cắt á. Không có đâu, nó không có miếng thẹo dít nữa. Bây giờ trên đây cái gì thằng lợi không đó mà vậy đó. Con cầm đồ quẹt ha. Con cầm cái ly lên mà con cầm một tay ra cầm sao được, vũ văng cái ly mất tiêu luôn. Không có cầm được chị, tại sao con cầm cái gì được? Không cầm được. Cho em hỏi cái lúc bà lấy anh lại lúc đó anh Trinh nhiêu ký chị? Một tay. Trinh nó tròn trịa lắm. Đấy hả? Nó tròn trịa lắm. Của sao kia không có vậy đâu, tóc dài mà tròn trịa lắm, không phải vậy đâu. Rồi sao mà về làm dâu mới có mấy năm mà ở với ngoại hả? Giờ ăn uống đầy đủ lắm. Trời ơi. Đó thì cái gì tập thể dục miết nữa mà. Bởi vậy. Bởi vì thấy ở ngoại á hả? Giờ ăn uống không có đầy đủ, mấy căn nhà ở đây cho nó về đây nó sống ha, cho nó thoải mái thôi chứ. Muốn bắt lọ hả? Muốn đeo theo ông lợ đi về ngoại sống như vậy. Con biết rồi, giờ con hối hận rồi. Hối hận rồi sao kêu đi với cha mẹ, đi xuống dưới mà không chịu. À, không, con muốn sống một mình nè. À. Nói vậy không đó, mấy chú nghĩ đi. Rồi đấy nữa anh ngủ tờ sao vậy, sống hai mình được. Con cần luôn. Rồi bây giờ bé Trinh nó còn những nhiều cái quẩn khúc mà chưa có biết hết được. Thì từ từ đi. Rồi gần mẹ đó, thì mẹ cũng gần gũi nói chuyện đó. Thì từ từ có những cái gì bé nữa đó. Mẹ cho tụi em hay, tụi em có như là hướng xử lý gì giúp bé được không á thì em hướng sẽ xử lý. Dạ. Chứ thấy nó càng ngày nó càng như là không có đúng là anh Trinh nữa. Dạ. Tinh thần không ổn định. Không ổn định nè. Thêm cái tay cái chân nó không có được gì nữa đó. Dạ. Từ từ đi. Dạ. Chị gần gũi, chị tìm hiểu coi như thế nào đi rồi có gì cho tụi em hay. Dạ. Con gái và những cái nhu cầu mà trong cuộc sống á như hạnh phúc mà. Dạ. Thì cố gắng hỏi nó đi, có gì cho tụi em hay ha. Gì hết. Vậy kết thúc nha quý vị. Kết thúc nha quý vị ơi. Thì đã hỏi trên quầy nó xào quầy không biết được nha.